Cô chào các em. Tiết chính tả ngày hôm nay, các em sẽ cùng với cô nghe viết bài Lương Ngọc Quyến. Trước khi viết, cô sẽ đọc cho các em nghe qua bài này một lần. Lương Ngọc Quyến. Lương Ngọc Quyến là con trai nhà yêu nước Lương Văn Can. Nuôi ý chí khôi phục non sông, ông tìm đường sang Nhật Bản học quân sự, rồi qua Trung Quốc mưu tập hợp lực lượng chống thực dân Pháp. Ông bị giặc bắt đưa về nước, chúng khoét bàn chân ông, luồn dây thép buộc chân vào xích sắt. Ngày 30 tháng 8 năm 1917, cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do đội Cấn lãnh đạo bùng nổ. Lương Ngọc Quyến được giải thoát và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Ông hy sinh nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi. Theo Lương Quân. Các em thấy sách giới khoa giới thiệu cho chúng ta biết Lương Ngọc Quyến sinh năm 1885 và mất năm 1917. Cô có bốn ý sau đây để giới thiệu cho các em biết Lương Ngọc Quyến là ai. Lương Ngọc Quyến sinh năm 1885, mất năm 1917. Ông là con trai của nhà yêu nước Lương Văn Can. Ông tham gia cách mạng và bị bắt giam. Ngày 30 tháng 8 năm 1917, ông được giải thoát và tham gia chỉ huy nghĩa quân ở Thái Nguyên. Đó là vài nét về Lương Ngọc Quyến. Đây là hình ảnh hai cha con, ông Lương Văn Can và ông Lương Ngọc Quyến. Trong bài có những từ khó cô cần các em chú ý. Đầu tiên là những từ cần viết hoa. Lương Ngọc Quyến, Lương Văn Can, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Đội Cấn, Thái Nguyên. Đây là tên riêng của một người, tên các quốc gia và tên địa danh. Các em nhớ cần phải viết hoa. Những từ chú ý phần âm đầu, các em chú ý cho cô những âm đầu màu đỏ như trên màn hình. Xích, sắt, trung. Những từ chú ý phần vần, các em chú ý cho cô những vần màu đỏ. Mưu, giặc, bắt, khoét, buộc, luồn, thoát. Và cuối cùng những từ chú ý dấu thanh. Khởi nghĩa, chữ khởi, thanh hỏi, chữ nghĩa, thanh ngã. Lãnh đạo, chữ lãnh, thanh ngã. Sáng mãi, chữ mãi, thanh ngã. Các em chú ý cho cô những phần này để khi viết bài, các em viết cho đúng nhé. Cô nhắc lại cách trình bày bài chính tả. Chính tả, lùi vào 6 ô, Lương Ngọc Quyến. Lùi vào 5 ô, các em kẻ lỗi 3 ô và trình bày giống như trên màn hình. Sau đó lùi vào 2 ô, các em bắt đầu viết bài. Cô chỉ nhắc lại lần này, các tiết sau cô không nhắc lại cách trình bày nữa nhé. Bây giờ các em bắt đầu nghe cô đọc và viết bài vào vở. Lương Ngọc Quyến. Các em bắt đầu viết vào bài. Lương Ngọc Quyến là con trai nhà yêu nước Lương Văn Can. Chấm.
Lương Ngọc Quyến là con trai nhà yêu nước Lương Văn Can. Chấm. Nuôi ý chí. Khôi phục non sông. Phẩy. Ông tìm đường sang Nhật Bản. Ông tìm đường sang Nhật Bản. Học quân sự. Phẩy. Rồi qua Trung Quốc. Mưu tập hợp lực lượng. Chống thực dân Pháp. Chấm. Ông bị giặc bắt. Đưa về nước. Chấm. Chúng khoét bàn chân ông. Phẩy. Luồn dây thép. Buộc chân vào xích sắt. Chấm. Ngày 30 tháng 8 năm 1917. Các em lưu ý chỗ này chúng ta viết số. Ngày 30 tháng 8 năm 1917. Phẩy. Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên. Do Đội Cấn lãnh đạo bùng nổ. Chấm. Do Đội Cấn lãnh đạo bùng nổ. Chấm. Lương Ngọc Quyến được giải thoát. Và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Chấm. Và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Chấm. Ông hy sinh. Phẩy. Nhưng tấm lòng trung với nước. Nhưng tấm lòng trung với nước. Của ông còn sáng mãi. Chấm. Hết bài. Các em xuống dòng viết tên tác giả theo Lương Quân. Bây giờ cô đọc lại cho các em dò. Lương Ngọc Quyến. Lương Ngọc Quyến là con trai nhà yêu nước Lương Văn Can. Chấm. Nuôi ý chí khôi phục non sông. Phẩy. Ông tìm đường sang Nhật Bản học
quân sự, phải rồi qua Trung Quốc mưu tập hợp lực lượng chống thực dân Pháp. Chấm. Ông bị giặc bắt đưa về nước. Chấm. Chúng khoét bàn chân ông, phải luồn dây thép buộc chân vào xích sắt. Chấm. Ngày 30 tháng 8 năm 1917, phải cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn lãnh đạo bùng nổ. Chấm. Lương Ngọc Quyến được giải thoát và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Chấm. Ông hy sinh, phải, nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi. Chấm hết. Tác giả theo Lương Quân. Cô đã đọc lại toàn bài cho các em dò. Bây giờ các em sẽ cùng với cô chuyển qua phần luyện tập chính tả nhé. Bài 1, các em viết chính tả bài Lương Ngọc Quyến. Bài 2, ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau. A. Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi. B. Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, 36 tiến sĩ. Xem trên màn hình, các em cũng thấy những tiếng in đậm rồi nên cô không nhắc lại nữa. Các em sẽ viết vần của những tiếng in đậm đó vào bảng sau như trên màn hình các em thấy. Bạn nào có sách bài tập tiếng Việt tập 1 thì các em sử dụng. Bạn nào không có, các em kẻ ra vở. Trong lúc làm bài, các em nhớ dừng bài giảng của cô lại để làm bài. Cô ví dụ, tiếng Trạng có vần An, các em làm với các tiếng còn lại. Các em cùng xem các tiếng còn lại. Tiếng Nguyên, Nguyễn, vần Uyên. Tiếng Hiền, vần Yên. Tiếng Khoa, vần Oa. Tiếng Thi, vần Y. Các em làm đúng chưa nào? Các em qua câu B. Tiếng Làng, vần An. Tiếng Mộ, vần Ô. Tiếng Trạch, vần Ách. Tiếng Huyện, vần Uyên. Tiếng Bình, vần Inh. Tiếng Giang, vần An. Như vậy, cô và các em đã cùng hoàn thành bài số 2, cô hy vọng là các em làm đúng. Trước khi làm bài 3, các em hãy cho cô biết mô hình cấu tạo tiếng, trình bày cấu tạo của vần. Các em có còn nhớ không? Cấu tạo tiếng bao gồm âm đầu, vần, dấu thanh. Cấu tạo vần gồm các bộ phận âm đầu, âm chính, âm cuối. Các em hãy chú ý cho cô phần cấu tạo vần để chúng ta làm bài số 3 sau đây nhé. Bài 3. Chép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo vần dưới đây. Với các tiếng, các em đã tìm vần ở bài 2. Bây giờ, các em hãy điền vào phần cấu tạo vần, bao gồm âm đầu, âm chính, âm cuối. Cô lấy ví dụ, tiếng Nguyễn, vần Uyên,
âm đầu u, âm chính ie, âm cuối n. Tương tự với các tiếng còn lại, các em hãy điền vào cho cô nhé. Trên màn hình của cô đã có bài số 3 hoàn chỉnh, các em cùng so sánh với bài làm của mình. Bây giờ các em hãy chú ý vào cho cô phần cấu tạo vần. Ở phần cấu tạo vần, chúng ta có 3 cột: âm đệm, âm chính, âm cuối. Ở cột âm đệm, các em thấy tiếng Nguyễn, tiếng Nguyên, tiếng Khoa, tiếng Huyện có âm đệm. Ở cột âm chính, các em thấy tất cả các tiếng đều có âm chính. Ở cột âm cuối, các em thấy tiếng Khoa, tiếng Thi, tiếng Mộ không có âm cuối. Như vậy, trong vần của một tiếng, hay có thể nói trong cấu tạo vần của một tiếng, âm đệm và âm cuối có thể có hoặc có thể không có, nhưng âm chính luôn luôn phải có. Bài tập số 3, các em rút ra cho cô một ghi nhớ nhỏ. Phần vần của tất cả các tiếng đều có âm chính. Ngoài âm chính, một số vần còn có âm đệm và âm cuối. Cô và các em đã hoàn thành bài chính tả, nghe, viết Lương Ngọc Quyến và hoàn thành các bài tập phân tích cấu tạo vần của một tiếng. Các em ở nhà xem cho cô bài chính tả tuần 3. Nhớ viết thư gửi các học sinh. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chào tất cả các em.